tay rồi đẩy tay kia. Rồi hiện tại thì Trung đang đứng ở đây là cái khu vực xã Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì cùng trở lại với tiếp tục với nhà đất Hòa Hiệp thì Trung sẽ giới thiệu đến quý vị một lô đất nữa. Và trước khi đi vào xem lô đất thì giới thiệu cho quý vị tham khảo qua cái con đường này. Đường này là thuộc đường Ngãi Giao Hòa Bình. Mình chạy về bên đây là về Ngãi Giao nhé, Ngãi Giao Châu Đức. Đấy, con đường này là đường này là về tỉnh lộ 328. Vâng, thì mình cách từ đây ra tới tỉnh lộ 328 đấy chỉ khoảng 300 mét thôi. 300 mét thì mình tới tỉnh lộ 328 quý vị nhé. Bây giờ cùng đi vào và xem cái lô đất cùng Văn Trung. Thì hiện tại Trung đã tới cái phía đầu lô đất của mình đây nhé. Cái cọc này thì giáp về phía đường này quý vị ha. Đến kia, chỗ anh kia đang bẻ cái tràm đấy, thì nó xéo xuống đây, nó đi theo chiều hướng này, nó quay ngược về đây và nó theo cái cọc, theo cái mặt tiền đường đá 6 mét này. Cập theo đây là có hàng danh mình đã đóng cọc, phía của danh này hết rồi quý vị nhé. Thì theo cái chiều đường này là nó được là 20 trên 20 mét, cái đường đá này được khoảng 30 mét, gần 30 mét. Có chiều thì cũng mấy, chiều thì ngắn hơn quý vị nhé. Tại vì nó hơi xéo góc kiểu hình chữ A một chút xíu. Thì quý vị nào mà có nhu cầu mua cái lô đất ở xã Hòa Bình này thì liên hệ cho Văn Trung, nó sẽ gửi sổ cho quý vị xem và tham khảo. Tại vì hôm nay không có lấy sổ đi theo. Đất này mình nó cập theo tới cái bờ danh này thôi. Và nó tới đây thôi quý vị nhé. Thì nó tới đây. Nói chung là đất chỉ tới đây thôi. Đấy. Và sâu vào trong cái phía cao su kia, xuống tới kia. Quý vị có nhu cầu mua lô đất đây thì liên hệ cho tôi, có thể làm nhà được, làm nhà nghỉ dưỡng kiểu ở đây. Gần bên đây là có cái con sông, sông dây của Hòa Bình, đập Hòa Bình thì có lẽ quý vị đã biết rồi đúng không? Cái đập sông dây Hòa Bình rất là lớn. Thì cái lô đất này giáp cái con sông đấy thì chỉ dưới đây thôi. Phía bên này là sông, còn bên này là dưới đây là cách từ đây xuống 200 mấy mét là tới con sông dưới đấy. Lô đất mình cập phía trên ha. Đấy, cái này 1 mét là 40 triệu quý vị nhé. 1 mét 40 triệu. Thì có bớt chút xíu tiền hoa hồng cho quý vị làm cái lọc may mắn. Nói chung là mua thì phải có bớt.
Cái con đường này chạy vào đây có khu dân cư ở trong đây quý vị ha. Chạy vào đây con đường này 6 mét thôi. Ô tô mình đi thoải mái. Thì xuống phía đấy là về thác nước Hòa Bình. Thác nước Hòa Bình là về phía bên này. Đấy. Là đường nhà nước thì cũng sau này là đổ bê tông cái con đường này quý vị nhé. Đây người ta có ranh giới cột mốc cắm đường hết rồi. Đấy. Có ranh giới mấy cái cột mốc đường này. Đấy, 1 mét chỉ 40 triệu thôi. À, có bớt tiền một chút xíu cho quý vị chị nào thiện chí. Thì đây. Ở trên cái video của Văn Trung thì cũng có cái số điện thoại rồi. Nhưng mà đây Trung có dán cái số điện thoại của Trung lên cái tờ bán nhà đất này nhé. Diện tích là 20 x 50. Số điện thoại thì 0786 596 778. Quý vị anh chị nào mua thì liên hệ qua số điện thoại như trên. Giá 40 triệu một mét. Ok, xin chào. Tiếp theo.